Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Crypto ạ, kênh chuyên làm những dự án crypto MMO ạ. Về nếu bạn này chưa đăng ký kênh, hãy bấm nút chuông xin đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trong kênh ạ. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về dự án Infinity Chibo. Để tham gia vào dự án này, mọi người kết vào link mình ở phía dưới phần mô tả video, sau đó mọi người bấm stay để bắt đầu tiến hành là nhiệm vụ ạ. Rồi tham gia dự án này mọi người sẽ nhận được 100 token ạ, Inchi ạ. Tương đương giá trị nó rất là lớn ạ, không sao đâu ạ. Đơ mong sẽ giá trị lúc mình nó phong phú về ví, giá trị nó vẫn có giữ nguyên ạ. Rồi sau đó mọi người sẽ nhận 25 token thêm, nhận thêm 25 token Inchi ạ. Giá trị khoảng 4 đô dành cho mọi rep mọi người mà đổi để tham gia dự án này ạ. Rồi sau đó mọi người bấm cho drop để mình tiến hành làm nhiệm vụ ạ. Người cho group và channel của dự án ạ, trên Telegram ạ. Rồi sau đó mọi người click vào registration ạ. Mọi người tiến hành giảm mạng cấp chế cho mình ạ. Nhập địa chỉ email ạ. Rồi sau đó mọi người nhập địa chỉ VPF 20 của mình ạ. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hay Shell Wallet mạng Binance Smart Chain ạ. Rồi sau đó mọi người follow tiến hành làm nhiệm vụ follow Twitter của dự án ạ. Rồi sau đó mọi người gửi link từ Twitter của mình ạ. Để lấy link mọi người về trang từ cây nhân ạ. Sau đó mọi người sẽ chép địa chỉ liên kết lên bè ạ. Phần mình body ăn ạ. Rồi mọi người dán về trái bot ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành làm nhiệm vụ review 3 bot của dự án trên Twitter ạ. Rồi sau đó mọi người like và review lại ạ. Hiện tại thì chỉ có rất ít người làm mà hiện tại đang rất ít người làm ạ. Dự án mới đấy ạ. Rồi sau đó mọi người dán web ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành lên nhiệm vụ live fanpage của dự án ạ. Rồi sau đó mọi người copy địa chỉ liên kết Facebook của mình ạ. Mình dán web ạ. Mọi người click vào I have a unit về my menu ạ. Rồi sau đó mọi người click vào my balance ạ. Rồi sau đó mọi người kiểm tra lại tất cả thông tin của mình ạ. Rồi kiểm tra lại số lượng token mình nhận được sau khi hoàn thành dự án này ạ. Rồi sau đó mọi người copy link mà bạn bè ạ, người thân mình tham gia cùng để nhận thêm phần thưởng từ dự án ạ. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Nếu mọi người cảm thấy video hay có thể cho mình một like, một share và một nút đăng ký để cảm ơn mọi người ạ.